Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những tác phẩm, những video thật là đẹp và tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ mình mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình làm ra video này. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé. Bây giờ mình sẽ xỏ tiếp tục quả mít trừ bị quả ăn từ mít. Từ quả mít của mình đã hoàn thành, bây giờ mình sẽ tiếp tục trang trí nốt chiếc vòng. Mình đã sắp hoàn thành cái vòng rồi á. Mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình sẽ kết vào lại.
Về mình sẽ cho màu xong nhé. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những tác phẩm, những video thật là đẹp và tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ mình mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình làm ra video này. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình, và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc vòng có tên một loại bánh, đó chính là bánh Nabati. Bánh gì đấy? Bánh Nabati. Bánh Nabati sẽ có một ký. Thank you.